chạy nào, không chạy mà đi xuống mương thế này à? Chán lắm mà lại chồng với cả con. Mày đừng cần mày nóng mông nhá. Chạy. Đập. Mở điều ơi. Đánh được cái đầu mà đánh. Bác lấy hộ em cái yên với cái đôi dép thôi. Tức quá cơ chồng với con ấy. Đẹp mặt chưa? Làm cái gì thế này? Đi lên! Rồi nhá, uống rượu cho lắm vào. Đấy. Ghê rồi. Trời ạ, quá đi mất rồi. Chồng với chả con, suốt ngày rượu với trẻ. Nào, đấy, cái dép kia nó còn bơi rồi kia kìa. Nhanh lên, đứng lên. Ít mồm rồi. Ít ít cái gì, ông có đứng lên để về không? Ngồi dịch ra đấy để tôi kéo cái xe lên đã. Không cần mượn, tôi lấy được. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Đã nát rượu rồi, tôi bảo thì phải nghe đi. Bảo bao nhiêu lần rồi? Cô thả để tôi đấy. Lên. Tôi không mượn cô đâu. Có điên không? Rượu với trẻ nát như tương ấy. Nào để tôi kéo cái xe lên đã. Bỏ cái tay ra. Không mượn, tôi cho xe lên được. Không mượn cô. Nát như thế này rồi còn cho lên nào được nữa. Để yên để tôi cho lên cho. Thôi giời ạ. Ngồi yên ở chỗ đấy để tôi cho lên trước rồi cho người lên. Bảo bao nhiêu lần rồi. Uống vừa vừa phải phải thôi. Nói thì không chịu nghe cơ. Này. Suốt ngày rượu uống như nước lã ấy. Chẳng quá là bạn bè. Ngồi vui cho mày uống ấy nhá. Bạn bạn cái gì? Ông đừng có lý do lý chấu vừa vừa thôi. Nó mơi nể quá mà phải uống ấy. Nể à? Không phải tôi tự uống đâu. Đừng có nói là nể. Ông thèm ông khát thì ông mới đi như thế thôi. Vừa mới 6 giờ sáng dậy đã đi ra với mấy cái ông nát rượu rồi. Ông xem nhìn ông có giống con người nữa không? Đã bảo tránh ra để tôi kéo xe lên xong tôi kéo người lên. Cô lắm mồm vừa thôi. Cô lên tôi tự lên được. Không mượn cô. Tự lên á? Để xem ông có tự lên được hay không. Đi không biết đường mà đi lao xuống đây rồi còn còn cãi cái gì nữa. Chẳng qua hôm nay là tao vui bạn bè quá nhá. Tao uống nhá. Bạn cái gì? Đấy mà là bạn à? Nó mời. Nó quý mình nó mới mời đấy. Không phải ai nó mời đâu. Nó mời mình nể thì mình phải uống. Quý cái gì? Đấy là được. Nó hại ông nghe chưa? Bạn bè cái gì nhau? Ai bắt ông uống? Hả? Nó đổ vào mồm ông à? Ông lâu muốn uống ông đừng có cãi nữa đi. Bạn bè cái gì? Toàn cái lũ nát rượu thôi. Cố im mồm anh nha. Đừng có xúc phạm đến bạn bè tôi nha. Này tôi nói cho ông biết bạn bè... Tôi đánh gãy răng bây giờ đấy. Hiểu không? Bạn bè gì cái lũ chúng nó? Hả? Nó cứ cho ông uống nhiều xong rồi ông nát như tương này làm khổ vợ khổ con. Đấy. Đây này, ngã xuống mương đây này. Có thằng bạn nào nó kéo ông lên không? Kia kìa. Tôi đoán chắc là nó ở trên kia. Nó nhìn vào mặt ông nó cười đấy. Bạn bạn cái gì? Này, cô đừng xúc phạm đến mấy anh em bạn bè tôi nhá. Cứ động đến bạn bè là sừng cổ lên. Sừng gì? Tôi không mời cô đấy. Để tôi không lấy được. Trời ơi, bực quá đi mà tôi bỏ cái tay ra để tôi kéo ra lên. Tôi không mời này, tôi tự lấy được đấy. Đấy, đấy. Này, tôi điên lắm rồi nhá. Tôi bảo ông có lên không? Mà có bỏ tay ra không? Cứ lằng nhằng. Đây, cô đẩy lên đây. Đây. Kéo đi. Kéo lên đây. Chồng với chả con. Đồ nát rượu. Bực cả mình. Cô đổ ai nát rượu đây? Uống thì uống ít thôi. Ông cũng phải nghĩ cho vợ cho con một tí. Giờ nhà bao nhiêu việc đấy. Sáng tôi đã bảo ông là cho gà ăn. Cho nó uống nước đi. Ông chả cho uống gì cả. Ông đi một thẳng một mạch ra ngoài quán đến tận trưa bây giờ. Về thì không về được lại lao xuống mương. Ông về ông xem cái đàn gà của ông ấy kìa. Cho nó ăn cám mà không cho uống nước để nó chết chết à. Này. Nó nhìn ăn một ngày không chết nhá. Nhìn uống cả một ngày cũng không chết nhá. Cô đừng cái lời dùng gà mà cô chỉ thôi nhá. Ông ấy như thế thì được nhá. Chứ gà nó không chịu được nghe chưa. Cái trời đúng không? Tiền của bao nhiêu đổ vào đấy đấy. Tôi chết cái ưu mồm để tôi lên. Thôi. Ông ngồi yên đấy để tôi kéo xe lên xong tôi kéo ông lên. Bực cả mình ra. Chồng với chả con khổ ơi là khổ. Bảo rồi uống ít thôi thì không chịu nghe. Mà đi cái kiểu gì mà lao xuống đây được chứ. Đấy. Đó là ngồi yên đấy. Xây rồi không đẩy. Không đẩy được lên thì ngồi yên đấy. Tôi không phải con cô đâu nhá. Không phải con cô đâu mà cô. Trời chữ đó thì nói nhá. Tôi điên lắm rồi đấy nhá. Tôi mà biết nhá.
Cái thằng nào hôm nay nó dẫn ông đi uống rượu á, tôi về tôi đập nát mặt nó ra. Đừng có tưởng. Cô nói đập nát mặt ai đây? Cô nói đập nát mặt tôi phải không? Chờ cô dám nói đập nát mặt tôi à? Hả? À? Say rồi. Đừng có nói nhiều nữa, ngồi im đấy. Vợ con gì suốt ngày á chỉ coi thường vợ con thôi, bạn bè lúc nào cũng là trên hết. Có ai sống như ông không? Vừa con láo tét dám nói đánh đập vào mặt chồng à? Tôi bảo đánh vào mặt ông bao giờ? Tôi bảo là cái thằng bạn ông ấy mà nó cho ông say như thế này ấy, tôi đến tôi mày đập ấy, nát mặt nó ra. Mày vừa mà nói đập vào mặt tao nhá. Đúng không? Chồng ơi là chồng, bực cả mình. Không mượn mạch tao lên nữa. Mày cút đi, mày đi về đi. Để tao tự lên. Nhá. Nào nào có lên được không? Rồi ôi đã bảo bỏ cái tay ra để tôi kéo xe lên. Người không lên được. Tao lên được, tao không mượn nữa. Tôi nói ông có nghe không? Mày điên hết cả người. Càng nghe mày càng hồn láo nhá. Ông mà sống tử tế như những người khác ấy thì tôi không thế đâu. Mày xuống đấy mà mày dám nói mày đập vào mặt tao nhá. Mày nói tao như con lợn nhá. Này, tao về nhà mày chết với tao. Tôi bảo là mày biết đấy. Quá đi mất rồi. Sao mà số tôi mà khổ thế, người ta lấy chồng thì rõ là sướng. Tôi ấy chỉ cần ông ấy một phần như người ta thì cũng tốt lắm rồi. 10 ngày thì say đến phải 9 ngày rồi. À, mày chê tao à? Bây giờ mày chê tao xấu đúng không? Cô thả cái tay ra không? Nói bao nhiêu lần thì không chịu nghe. Cô đánh tôi phải không? Đánh cái gì? Cô đánh không? Đánh cô mặt không? Ôi, chồng với chồng con thế cơ chứ đấy. Đánh mặt tôi hả? Không được cái trò trống gì cả. Về nhà cũng chỉ thích tôi luôn đấy. Biết luôn này. Tao không mượt thằng nào kéo tao lên đấy. Tao tự lấy được. Nhá. Mày bảo tao chồng với chồng con. Chán hết cả người. Không biết mày thế nào mà mình đâm đầu vào cái ông này. Nào. Tao tự lấy, tao không mượn mày đấy. Ngồi thẳng dậy thì mới kéo lên được. Ngồi như thế này làm sao mà kéo được đấy. Này, tôi nói ông có nghe không đấy? Ông nhìn xem ông có giống con người nữa không? Ông nhìn đây này, quần với áo này, áo này mặc thì rách tan rách nát ra. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Này, tao đánh mày vỡ mặt rồi nhá. Mày dám xẻ áo của tao nào không? Ai xẻ áo của ông? Mày xẻ áo tao rách đây đúng không? Trời ơi, tức không mày nhá. Mày vừa con mày hồi già là mày quả đáng nhá. Này, ông tao mặc làm rách, ông đừng có đổ lỗi cho người khác. Đừng có mà say mà lấy cớ mà đổ lỗi cho tôi nghe chưa? Ôi, như con lợn ý. Nặng quá thì mất rồi. Tao lấy được nhá. Mày thả từ tao lên nào. Ông cứ nằm ở đây nhá. Sau rồi mà bị cảm rồi có thế nào nhá. Thì biết làm thế nào. Đi lên. Đứng lên để tôi kéo. Đưa cái tay đây. Điền quá là điền cơ. Rượu với chị. Lên, cô lên không đi bảo. Cô xẻ tôi nhá. Xẻ cái gì, không lôi chỗ này đi lôi chỗ nào. Cô xẻ tôi nhá. Ôi anh ơi. Anh lại đây giúp em với. Nặng quá cái ông này. Đấy, cái ông nát rượu này bực quá. Ôi rượu chè sao xuống đây làm gì. Ôi giời, hết lối đi à. Đấy, ông ấy uống nhiều xong rồi chắc là không biết đường đi thế nào mà lao xuống cái mương này này. Bảo thì không chịu nghe. Tao không say đâu nhá, mày đừng nói phải nhá. Lại còn không say nữa, không say mà đi xuống mương thế này à? Đường tao đi vào nó cũng ngại nhá. Ôi, chán lắm bác ạ, chồng với chẳng còn. Rồi nào, đi về bỏ gì thôi, xe sau. Mày đừng cần nói lóng mồm nhá. Tục tắt. Thôi đi ông ơi, gớm có đánh được nữa đâu mà đánh. À, thôi em phải tốt nhất là em vào xóm mực sẽ bỏ mà chở bùi thằng cha này. Này thì làm sao mà dìu về được. Bác đỡ hộ em cái. Ôi ông ơi, ông hạ cánh lên hộ tôi cái. Ông hạ cánh này. Thôi bây giờ cho ngồi xuống. Để đấy để em vào mượn cái xe bò. Bao hộ em cái. Bao từ để yên để em xem nào. Luôn đít xe vào mông luôn. Khổ quá cơ chồng với con ấy. Không, bây giờ như thế nào? Bác bảo em làm như nào bây giờ? Đưa đi. Nhưng mà em sợ nó bỏ ông. Bổng đi nào được, làm xuống. Bác phải cho cái chân chồng khéo mà dính vào người ông ấy. Giờ này nó say rồi, biết gì đâu, kệ nó. Ba má phải đặt nằm ngang. Đấy rồi.
Ui xưa, rượu mới trẻ. Không được đâu ba ơi, cái nhưng mà cái bàn đạp vào người ông ấy khổ quá cơ. Đúng à? Bác xem có nhà ai như nhà em không? Rồi, ok rồi. Vào chân lên. Ui giời ơi. Rượu ơi là rượu. Ui giời ơi. Ui giời. Đã ông trói được nốt dần lên đây. Khổ lắm bác ạ đấy. 10 ngày thì 9 ngày ông ấy như thế này. Bác lấy hộ em cái yên với cái đôi dép với. Tức quá cơ chồng với con ấy. Đẹp mặt chưa? Trời ơi, đấy. Nhưng mà một mình em kéo sợ không kéo được về đến nhà ấy. Nặng lắm. Chồng với chả con, điền quá cái chả nhẽ lại cho cái xe xuống mương bây giờ đấy.